Anh chị thấy không, 100 ngàn em vẫn phóng sanh được, 1 tỷ em phóng sanh không được, nhưng vài triệu em phóng sanh được mỗi ngày trong rừng ngập mặn. Bởi vì đây là những cái loài đắt tiền mà người ta bắt ở dưới biển lên nè. Đó, thì mấy cái con này nó giá trị cao lắm, em không có mua. Cua biển, cá ngát, cúm. Là chúng ta muốn đốt tiền cũng được, mà muốn tiết kiệm cũng được, cái đường nào cũng giải cứu được. Toàn là những loài quý hiếm trong tự nhiên. Em phóng sanh một cái con cua biển trị giá 300 ngàn cho chị Diệu Ngân. Này, con cua biển này trị giá 300 ngàn. Nhìn con cua biển nó to như vậy, nhưng nó trong tự nhiên là thức ăn của bạch tuộc. Nhưng bạch tuộc rất là khôn, nó đang đối mặt với nguy hiểm, nó không thèm đá động gì đến con cua biển này đâu. Giờ nó chỉ lo sống tới chết thôi, chứ nó không có lo ăn uống nữa. Bây giờ người ta ở đây cứ canh con rái cá hoài, em cho mọi người coi. Rất là, người ta lấy máy chụp hình quay phim ra quay rồi, nên em làm bảo tồn ở đây hết được rồi. Có thể là chuyển nhà về rừng ở, chuyển bán nhà ở đây á. Ba má mà bán nhà ở đây thì em vẫn đi khu rừng khác em mở. Chứ coi nè, đường vô rừng mà giờ làm cái miếu Tịnh Thất Vọng Lai đây nè, rồi phức tạp lắm. Tự mọc. Mấy cô chú này thì cũng không sao, mấy đứa trẻ thấy mới ghê. Bởi vì mấy đứa trẻ nó muốn bắt lắm. Ôi, cái nước nó dơ lửng lửng quá ha. Hồi sáng 1:30 là nước cạn queo, là nước rút. Và bây giờ thì nước lên, mà lên không có sạch, lên dơ. Trưa thì nắng. Thua. Chị Trê. Chị Trê, come here. Để nó đừng có quan sát con người. Nó thấy con người á, người thấy người ta thích nó tưởng nó đang là idol được người ta hâm mộ á. Giống như mấy diễn viên showbiz này kia đó, thấy người ta thích mình mê lắm, nhưng mà tới lúc người ta hại mình không hay. Nổi tiếng cũng là tai tiếng đó, ti ơi, ngu vãi luôn. Nó đứng nó coi người ta, cho người ta quay phim chụp hình nó mới ác chứ. Thằng nhóc ngốc này, trong cái khu rừng này bây giờ không còn quá 10 con rái cá đâu. Nó bị tận diệt tới mức độ đó. Hôm nay em phóng sanh theo yêu cầu nè. Quý vị Mạnh Thường Quân chịu chi tiền cho cái việc làm này thì em cũng giải cứu những cái con mà muốn cứu. Cá ngát nè. Cá ngát còn gọi là cá trê biển.
Nhưng con cá này á, nó sống ở chỗ sâu của vùng nước biển. Dạ. Chứ nó không giống như con cá trê sông, là nó sống ở vùng nước lài lài, trong đồng ruộng ao không quá 2 mét. Còn con này nó sống chục mét luôn. Dạ. Con cá này thì nó sống ở chỗ sâu. Gọi là cá ngét. Nó cũng ăn mấy cái dơ bẩn ở trong cái dòng sông, từ sông ngập mặn ra tới biển. Cái con này người nó tái tái là nó yếu, nó thiếu oxy, nó thở không nổi. Bây giờ em xin thả cá trước. Ok. Mình sẽ thả theo trình tự nhé. Bây giờ mình sẽ thả cho cua bạch tuộc sống dai xuống đây. Bây giờ có hai vị yêu cầu thì mình sẽ ưu tiên cho chị Diệu Ngân nè. Nè, thưa quý vị cô bác anh chị, bởi vì nó là cá ngát, sống ở vùng nước sâu, lên bờ lâu thì nó cũng chịu không nổi, người nó bắt đầu tím tái. Bây giờ em thả nó ra. Rồi. Rồi từ từ cho nó tỉnh lại. Rồi. Con kia còn đen, còn bơi được. Này, hang này nó thở rồi nó khỏe lại. Vẫn còn thở được. Rồi. Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên được Bồ Tát Diệu Ngân tài trợ cho 1 triệu đồng để phóng sanh bạch tuộc. Nhưng trên đường đi em thấy một con cua biển mang bầu, trị giá 360, em trả giá còn 300 ngàn, em phóng cho chị luôn. Dạ. Nãy ba con cá ngát còn sống đó. Con cá này nó sống ở nước biển này, vậy nó không giống như cá trê, nó lên bờ mà nó thở không được xíu hồi nó chết. Con này còn sống không vậy? Con này chết. Còn cá này sống. Ba con này mà 40 ngàn đó. Em nói cho mọi người biết. Con kia thì nó đi rồi. Để mọi người biết tại sao em phóng cá rẻ, em phóng cá mắc. Còn kia. Quê. Ê, chị. Được tài trợ cá nè con. Chị, tài trợ cá. Ê, chị. Nè. Nè, tài trợ cá, tài trợ nè. Ăn đi. Lấy cá tài trợ ăn đi con. Giải quyết con nào cho con đó xong hết á. Dạ rồi. Cá chết rồi người ta tài trợ để cho nó ăn. Thì mình mua nhiều á, ngư dân người ta cho á anh chị. Em phóng sanh mấy con cá ngát này cho chị Diệu Ngân nha. Làm thành một cái video cho chị. Đây. Và đây là con cua biển mang bầu. Phóng sanh con này cho chị luôn.
Đây con cá ngát này nó khỏe, nó bơi ra đây rồi nè. Đây là một con cua biển mang bầu, nó mắc tiền, nhưng mà mình không cứu nó thì nó sẽ bị làm thịt. Trong người nó đang có rất là nhiều gạch, cứu con này là cứu cả ngàn con luôn, mấy ngàn con luôn á. Dạ thì em thấy bỏ ra 300.000 mà cứu được cả ngàn con á thì em thấy nó hợp lý, nên em cứu nó đó. Em có tiền phóng sanh theo yêu cầu thì cái con gì quan trọng em ưu tiên nó trước. Càng của nó nè. Càng bự không? Ê, nó kẹp em à. Chân nó đâm cũng đau nữa. Kiểm tra mắt coi. Mắt tốt luôn.